Em thì là fan của Pokemon được khoảng hơn 12 năm rồi. Có game ra thì em cũng chơi mà. Cũng phải chờ phải hơn một năm. Em là đến bây giờ mới được chơi thì tất nhiên là rất là vui anh. Chơi với bạn này rất vui. Nó khá là thoải mái để mình có thể hoạt động mà mình không phải ngồi ở nhà ngồi chơi ấy. Kiểu ra đây đi với mọi người nó vui. Thời gian thì cũng nhiều anh ạ, nhưng mà cũng còn thời gian phải dùng thôi. Tiền 3G thì có thể tốn rồi. 3G thì 3G có gói thì cũng 50.000 và mấy ghi thì có thể dùng thoải mái một tháng. Chơi thôi. Ví dụ như là vừa đi vừa bấm thì có thể sẽ nguy hiểm. Không phải có thể mà rất nguy hiểm. Chính xác là đúng rồi. Rất nguy hiểm.